Thưa quý vị và các bạn, tuổi teen không được xem là con nít nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành người lớn. Thông thường thì các cậu con trai, cô con gái bình thường hết sức dễ thương, ngoan ngoãn, nhưng đến lứa tuổi này thì trở nên trở chứng và rất là ấm ương. Từ một người bạn nhỏ nhắn, thân thiết với bố mẹ, các bạn bỗng trở nên đối nghịch ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bạn Thảo Nguyên và Thanh Tùng thông qua chương trình Kiến thức cuộc sống hôm nay để được nghe các bạn chia sẻ về quan điểm của mình. Vâng, xin chào hai bạn. Em xin chào chị. Em là Thảo Nguyên, đến từ lớp 12 chuyên văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Hội An. Em chào chị. Em tên là Hồ Thanh Tùng, học lớp 10 chuyên tin, đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Hội An. Chị rất vui được gặp các em trong ngày hôm nay, và ngồi trong khung cảnh này được gặp gỡ và nói chuyện với các em khiến cho chị liên tưởng về 20 năm cách đây, khi mà chị còn là ngồi trên ghế nhà trường và cũng có những cảm xúc rất riêng ở cái lứa tuổi này. Thông thường thì nhắc đến tuổi teen, mọi người thường hay nói đến cái cụm từ là nổi loạn. Tức là các em có cái quan điểm gì về cái cụm từ này, và có đúng khi mà áp đặt cho riêng các em hoặc là những người bạn của mình hay không? Dạ, theo em thì nổi loạn ở tuổi dậy thì nó là một khái niệm về tâm lý học. Khi nó là một cái độ tuổi nhất định trong độ tuổi của chúng ta. Khi mà chúng ta đang trong độ tuổi phát triển thì chúng ta sẽ bộc lộ những cái tôi và những cái điều mà ngang bướng một cách là cá tính nhất, và sẽ luôn tìm một cách để vượt qua những cái quy tắc, những thoát khỏi cái sự ràng buộc của trong khuôn phép của gia đình và xã hội. Còn về đúng thì cũng bố mẹ thì ốp đặt lên tụi em thì cũng đúng đó, nhưng mà cái gì nó cũng có hơi mạt, thì nổi loạn cũng có một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Vâng, với Thảo Nguyên thì em có từng che giấu bố mẹ một cái điều gì mà mình cho là nổi loạn hay không? Và em mong muốn cái sự chia sẻ và thấu hiểu từ gia đình của mình, ba mẹ của mình như thế nào? Đối với em thì em nghĩ là bất kỳ ai cũng đã từng có một lần hay là một vài lần nói dối bố mẹ vì muốn che giấu một chuyện gì đó. Em cũng không ngoại lệ. Việc che giấu bố mẹ chủ yếu là sợ bố mẹ la hoặc là sợ sẽ làm bố mẹ buồn. Và với em thì em cũng có những lần như vậy. Và lúc đó thì em nghĩ là em mong muốn nhiều nhất là sự thấu hiểu từ bố mẹ. Em rất muốn là bố mẹ sẽ thấu hiểu mình. Và em may mắn thì bố mẹ cũng như là những người bạn đối với em cũng đã tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Và sau này thì em thay đổi cách suy nghĩ. Em nghĩ là mình không nên giấu bố mẹ chuyện gì, bởi vì bố mẹ sẽ càng buồn hơn khi biết là con cái không tin tưởng mình và giấu mình một chuyện gì đó. Vậy theo quan điểm của Thanh Tùng thì cái mặt nổi loạn tích cực và tiêu cực này thì nó như thế nào, và em có quan điểm gì về vấn đề này? Em xin trả lời là về mặt tiêu cực á, là khi mà chúng ta dính vào cái độ tuổi này thì chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi những cái gọi là những tệ nạn của xã hội, thì đó gọi là tiêu cực. Còn về tích cực thì em xin đề cập luôn là chuyện yêu đương tuổi học trò. Thì cái yêu đương thì cũng vẫn sẽ có hai mặt là mặt tích cực và tiêu cực. Khi mà chúng ta với đối phương đang yêu mà cùng nhau tiến lên thì đó sẽ là tích cực, còn mặt đi xuống thì sẽ là tiêu cực. Vâng, cũng về cái vấn đề mà yêu đương ở lứa tuổi học trò thì cái quan điểm này thì các em nghĩ sao về việc chia sẻ với bố mẹ cũng như là cái cách suy nghĩ của bố mẹ như thế nào về cái vấn đề này? Về chia sẻ với bố mẹ thì thật ra mà nói thì em vẫn chưa dám chia sẻ, bởi vì nếu mà chia sẻ thì chắc chắn 100% là bố mẹ sẽ cấm đoán. Nếu như mà được thì bố mẹ mà gọi là ủng hộ thì em sẽ sẵn sàng chia sẻ, vì bố mẹ thì luôn luôn là muốn con cái mình tốt hơn cho nên là sẽ cấm đoán. Nhưng mà tại sao bố mẹ lại không ủng hộ chúng em? Nếu như mà cái tình yêu tụi em đang tốt đẹp thì bố mẹ có thể là bố mẹ sẽ ủng hộ. Còn khi mà tụi em mà đi xuống thì bố mẹ sẽ có nhiều cách, như là khuyên nhủ tụi em, đưa ra tụi em một vài biện pháp hay là một vài cái cách để xử lý. Chứ về cấm đoán thì về mặt tâm lý thì tụi em sẽ rất là khó chịu. Vâng, chị xin được hỏi nhỏ thêm một câu, đó là hai tụi em đã có người yêu chưa, và tụi em có cách ứng xử như thế nào để cho ba mẹ hiểu được mình? Em thì thật ra mà nói thì em chưa có, nhưng mà nếu khi một khi mà em đã có người yêu thì em sẽ
là sẽ giấu với mẹ, bởi vì bố mẹ chưa hiểu được mình. Mà một khi bố mẹ đó hiểu và sẽ chia sẻ đồng cảm với mình thì em sẽ sẵn sàng kể với bố mẹ tất cả. Qua cái câu chuyện của em thì bây giờ là em chưa thể tâm sự những cái vấn đề thầm kín của em với bố hoặc mẹ. Vậy thì trong gia đình hoặc là trong cuộc sống em thường hay tìm đến người nào để có thể mình trải lòng? Dạ, thì trong gia đình của em thì thường mỗi khi mà em có chuyện gì thì em sẽ tâm sự với nội em nhiều hơn, bởi vì nội đã lớn và nội cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm và cũng như là cách truyền đạt để giúp em có một hướng đi tốt hơn. Vậy còn Thảo Nguyên thì sao? Với em thì hiện tại em cũng chưa có người yêu, nhưng mà mẹ em cũng nói là mẹ không bao giờ cấm cản chuyện yêu đương, miễn sao đó phải là một tình cảm trong sáng, phù hợp với lứa tuổi và nó không ảnh hưởng đến việc học tập của con thì mẹ lúc nào cũng ủng hộ gì đó. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ hết sức thực tế của các em qua cái cuộc trao đổi vừa rồi. Và chúc các em sức khỏe và học tập thật tốt. Cảm ơn chị. Thưa cô, thì qua việc tìm hiểu cuộc hội thoại giữa các bạn học sinh vừa qua thì cô có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình cũng như là những kinh nghiệm đối với hai bạn cũng như là các bạn học sinh ở lứa tuổi tiên được không ạ? Mình nghĩ rằng là những cái tâm sự của các em là những cái điều rất là thật, bởi vì là bản thân các em cũng ý thức được rằng là ở cái giai đoạn này các em đang độ tuổi trưởng thành và các em đang sắp là người lớn và các em muốn khẳng định mình, cho nên là tôi nghĩ rằng là với những cái giai đoạn phát triển tâm lý mà nó đầy nhạy cảm như vậy thì bản thân người là thứ nhất là người giáo viên và thứ hai là những người làm cha làm mẹ thì chúng ta cần phải hiểu, trước hết là chúng ta phải hiểu, sau đó thì chúng ta phải có một cách xử lý, ứng xử như thế nào nó cực kỳ khéo léo với các em. Và đặc biệt là khi chúng ta muốn định hướng các em theo cái cách của mình thì chúng ta càng phải khéo léo hơn nữa. Tức là chúng ta đừng bao giờ nói rằng là con phải thế này, con phải thế kia. Mà đúng như bạn nữ nói rằng là khi nói như thế là tự nhiên các bạn cảm thấy rất là gò bó, các bạn cảm thấy rất là áp đặt, mặc dù là người lớn đang nói đúng. Vâng, vậy thì theo cô làm như thế nào để giữa các em cũng như cha mẹ là có cái sự hiểu nhau và có cái sự chia sẻ với nhau nhiều hơn? Tôi nghĩ rằng là trước hết là bố mẹ phải nghĩ rằng là mình làm như thế nào. Thế thì khi mà bố mẹ trăn trở về vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là bố mẹ sẽ bắt đầu cởi mở hơn với các em, đúng không? Bởi vì là như lúc nãy bạn Nam nói rằng là em sẽ kể với bố mẹ em, nhưng mà em lại rất là ngại, em không biết là bố mẹ em sẽ ứng xử như thế nào. Cho nên là trong trường hợp đó thì chúng ta phải cởi mở, chúng ta phải đặt trường hợp mình vào trường hợp của các con. Và chúng ta phải cực kỳ khéo léo, chúng ta phải linh hoạt. Và khi mà chúng ta thấu hiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là bản thân các em và bản thân của bố mẹ sẽ có một cái sự đồng cảm, và khi đó là cái mối quan hệ nó sẽ rất là đơn giản. Cái vấn đề là nổi loạn hay không nổi loạn nó không còn là quan trọng nữa. Vâng, thưa cô, thì một số cái biểu hiện ở cái lứa tuổi nổi loạn ở tuổi tiên có thể nói rằng là như là các em có thể là nói dối hay là các em có thể ngỗ nghịch. Vậy thì những cái biểu hiện này có thể là mất đi theo quá trình trưởng thành của các em về mặt nhận thức tâm sinh lý, hay là chúng ta các bậc bố mẹ cần phải uốn nắn ngay từ khi các em có những cái biểu hiện này? Mình nghĩ rằng là những cái biểu hiện như là nói dối hoặc là ngỗ nghịch, nếu như nó là cái biểu hiện của một quá trình thay đổi tâm lý thì nó sẽ tự mất đi theo thời gian. Còn nếu như mà nó đã hình thành thêm một cái thói quen thì có thể là nó khó sửa đổi. Tất nhiên tôi nghĩ rằng là cái quá trình phát triển của các em là một quá trình tâm lý bình thường. Tuy nhiên chúng ta cũng nên có một cái sự quan tâm và uốn nắn. Bởi vì là các em thì giống như cái cây non như vậy, cái cây non nó sẽ phát triển theo sự uốn nắn của ba mẹ. Và chúng ta uốn nắn như thế nào, đó mới là vấn đề chúng ta quan tâm. Tức là phải khéo léo, phải có định hướng và chúng ta phải thực sự là thấu hiểu, cởi mở với các em. Dạ vâng. Thưa cô, là thông qua chương trình Kiến thức cuộc sống thì một số phụ huynh cũng đã gửi về một số câu hỏi. Mong cô có thể giải đáp những thắc mắc ạ. Câu hỏi của anh Nguyễn Dung ở huyện Duy Xuyên là: con trai của tôi đang học rất tốt, đột nhiên 2 năm nay trở lại đây không tập trung vào việc học nào nữa, thích làm mọi việc theo ý thích của mình. Tôi đã cho cháu học lại 1 năm lớp 8, năm nay cháu học lớp 9 nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Vậy xin hỏi chuyên gia, với tình hình này thì tôi có nên cho cháu học lại hay là cho cháu đi học một cái nghề khác? Thưa cô, có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Thực ra là trong cái kinh nghiệm đi dạy của mình thì đúng là mình chưa gặp cái trường hợp này, bởi vì là có thể là học sinh của cái đối tượng học sinh của mình là học sinh ngoan
và đa phần là cũng có cái nhận thức, cho nên là cái đây cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tuy nhiên là mình nghĩ là trong cái tình huống này là trước hết là bố mẹ phải hiểu được là cái khát vọng của con mình là gì. Bởi vì là chúng ta không thể định hướng con theo mình. Ví dụ như bây giờ con nó không muốn học thì cũng không hẳn là chúng ta phải bắt nó là phải học. Bởi vì là thực ra tôi nghĩ rằng là hiện nay con đường mà các em vào đời nó có rất nhiều con đường. Tuy nhiên, tất nhiên là cái con đường học hành lại sẽ là cái con đường mà nó an toàn nhất. Vậy thì ở trong trường hợp này, trước hết là bố mẹ phải thực sự là có một sự cởi mở với con, tức là phải có một cái cuộc trò chuyện thực sự cởi mở với con, và mình phải vạch cho con thấy rằng là nếu như con đi học thì con sẽ được gì, đúng không? Và nếu như và cái khát vọng, cái mong nguyện vọng con lúc này là như thế nào? Thế thì khi mà con nó trình bày ra và mình phải đặt các con vào một cái tình huống, tức là con phải chịu trách nhiệm về những gì quyết định ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là khi mà con thấy được những cái con đường mà sẽ đến á, và khi con đã thấu hiểu được những cái vấn đề mà mình sẽ phải đối mặt, thì lúc đó cái quyết định sẽ thuộc về con và chúng ta nên tôn trọng quyết định đó. Vâng, còn về nội dung câu hỏi của chị Thu Trang ở thành phố Tam Kỳ thì chị muốn hỏi rằng là con tôi nói dối rất là nhiều, nói dối trở thành một thói quen và rất trôi chảy. Mọi người không biết đâu là thật, đâu là dối. Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ đó là những lời nói huyên thuyên, nhưng giờ trở nên nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Nếu nói lý lẽ thì nó cũng chuyển sang một câu chuyện khác. Và nếu như mắng các em thì cũng càng trở nên là ngang ngược hơn, mất kiểm soát. Mong chuyên gia có thể cho tôi cách giáo dục con. Tôi có cảm giác như tôi sắp đánh mất nó rồi. Rất mong được sự tư vấn từ phía các bậc chuyên gia. Cái tình huống này thì thực ra mình chỉ nói những cái điều mà mình nghĩ thôi. Tức là cái suy nghĩ chủ quan của mình. Mình nghĩ là trẻ em vì sao nói dối? Tức là mình phải đặt cái nguyên nhân. Nói dối bởi vì các em ngại nói thật. Đó. Vì sao em ngại nói thật? Bởi vì em nghĩ rằng là bố mẹ sẽ không hiểu mình, bố mẹ sẽ không thực sự đồng cảm với mình. Cho nên mình bây giờ cái việc của mình là mình phải làm như thế nào mà con thấy rằng là gì? Bố mẹ thực sự là một chỗ dựa vững chắc nhất. Bố mẹ sẽ luôn ở bên mình, và ngay cả khi là đúng hay sai thì đều có bố mẹ. Thì khi mà em hiểu được cái điều đó thì chắc chắn là con nghĩ là em sẽ nói thật. Còn bây giờ là em nói dối bởi vì em chưa tin tưởng. Em cảm thấy rất là sợ, giống như là lúc nãy trong cái phóng sự thì bạn nữ đã nói đó, tức là ngại nói dối bởi vì ngại nói thật. Đấy, cho nên là cái vấn đề của bố mẹ, tức là chúng ta phải làm như thế nào mà con cái thực sự tin tưởng mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của cô trong cuộc đối thoại vừa qua. Xin chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, luôn tận tâm tận lực với nghề trồng người ạ. Cảm ơn Ngọc Trang và cảm ơn chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sửa dạy con một cách nghiêm khắc mà không có mối quan hệ hòa hợp với con thì cái cách cư xử của các bạn sẽ được các con xem như đó là không phải xuất phát từ tình yêu thương, và có thể gây ra kết quả ngược lại. Nếu bạn luôn nói không với con ở mọi tình huống, cũng như áp đặt cho con những cái giới hạn nhất định, cũng như là tước đoạt của các con những cái đặc quyền đặc lợi, thì ngay bây giờ đã đến lúc bạn cần suy xét về cách tiếp cận với con ở phương diện này. Cũng giống như tất cả chúng ta thì tuổi teen là ở một cái lứa tuổi muốn khám phá và muốn chinh phục bản thân trên tất cả những cái lĩnh vực của cuộc sống. Vậy thì ở cái lứa tuổi này, cha mẹ cần có một cách tiếp cận con đúng cách, cũng như là có những phương pháp giáo dục con để mà con có thể hình thành nhân cách tốt nhất. Và đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống xin được khép lại. Tại đây xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.